Cái video này mình quay riêng ở cặp tele full ken này nhà nè. Bữa có mấy anh em hỏi mà mình quên. Hôm qua cũng có một hai anh em hỏi mà mình quên, mình nói mình bán rồi. Bây giờ xuống đây mình thấy lại nha. Con này là model là L60 nha. Con này nó bị cắt cái dây rồi nhà nè, cắt cái dây sát gốc luôn này. Con này thì bình thường mình bán cỡ tầm 4 triệu hơn chút xíu luôn anh em. Bây giờ anh em chơi nhà luôn nha. Một giá luôn nha. 3,5 triệu. 3,5 triệu luôn anh em. Rin hết luôn nha, vừa móc cái dây ra. Ok chưa? Anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em. Tại cái này mình quay riêng cái con telephone này thôi. Mới xuống này. Ở trên này có kẹp lo đây của Anh Quốc hay Canada gì anh em. Kẹp này là nó... anh em phải có một cái chân đặng nó lên. Nhìn nó cũng đẹp lắm, nó hiện đại nha. Màu đen hết luôn. Đen bóng nha.